Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để ba của Hoa cưa cây cọ dầu. Cây này thì lần đầu tiên Hoa quay luôn, để Hoa vào trong cho quý vị xem. Nó nằm ngay góc chữ A. Và phía bên dưới có rất là nhiều cây kiểng, cây lâm vồ nè, cây mai và cây nguyệt quế nè. Xin mời quý vị cùng theo dõi xem ba của Hoa sẽ cưa cây cọ dầu này như thế nào nha. Bà của Hoa leo bằng bộ đai và bộ móng à. Leo không cần cái sợi dây đai luôn, leo tay lên luôn. Cái hình như cây cọ dầu này nó có độ sần sùi nên dễ bấm. Ông vua khỉ ơi, nay mới thấy ông. Nhà kế bên mới vừa nói. Thấy trong truyền hình, nay mới thấy ông ở ngoài. Quá nhiều trái luôn. Trái nó nguyên một dây xuống. Quay má lẹ lên. Ba của Hoa sử dụng máy Austin 023 có phần đuôi máy để dễ cắt mấy cái tàu của cây cọ dầu. Ở phía bên ngoài có ngay đường dây điện luôn, đường điện này của nhà dân sử dụng. Rất là nhiều dây điện, dây cáp quang nữa. Nên ba của Hoa không có cưa nguyên cái phần đọt xuống được, phải cắt bớt từ từ. Ồ, nó cắm xuống luôn rồi. Ồ,
thêm một vòng nữa để cho nó không bị tuột dây. Rồi khi cưa mà cái phần đó nó giặt giặt nó làm tuột dây, bởi vậy ba cái hoa mới vắn thêm một vòng nữa. Càng xuống phía dưới cái thân nó càng bự nên là ba cái hoa xả dây ra bớt. Anh Thiên lăn mấy cái lóng ra phía bên đây nè, để cho nó đừng có dội văng qua mấy cây kiển. Đây là một lóng thôi mà nó vẫn bị lộn. Đây qua phần dây điện rồi, có thể ba cái hoa sẽ cưa lóng dài hơn một chút xíu. Mình cũng không thể mà ngã nguyên cây này được, tại vì phía dưới còn kiển nhiều lắm.
kia là cái hàng rào nữa kìa. Cưa nguyên cây ngã xuống thì dội lên dữ lắm. Ở đây thì đang 34 độ, nhiệt độ của nhiệt độ bình thường là 34 độ. Này làm đũa được nè. Đũa nữa. Đúng hả? Cho tôi cái làm 3 đi, tôi làm 3 cái đôn. À, làm 3 khúc để làm ghế đôn ngồi. Thì ghế đôn ba của hoa sẽ phỏng phỏng khoảng 4 tấc. Bà của hoa cắt nhỏ nhỏ ra để cho ông dễ dọn dẹp. Rồi xong. Cái bán không biết đâu, cái trái này ăn được không? Không biết. Dạ. Nó rụng xuống rồi nó lên, nó trồng lại mấy cây rồi. Nó kêu kè Việt Nam. Dạ, cây kè Việt Nam. Quá trình nó dài mà nó cong. Hỏi là cái cây này nó được bao nhiêu năm rồi? Cái cây này cũng cỡ trên từ 25 năm cho lên. Bữa đó chú trồng kiểng. Rồi cái chậu cái nó hết đất, cái tôi để xuống sao mà nó phát lẹ quá đi. Dạ. Phát lẹ hơn cây dừa nữa đó. Dạ. Này trên 20 năm rồi. Dạ, cảm ơn. Nó cong mà nó đâu chùm nho 2, 4, 6 viên gạch, 6 miếng gạch. Cái gì này là trái của nó nè, bị dính lá của cây lâm bồ. Dạ, cây lâm bồ. Đây là cái lá nè, cái rồi bông. Dạ, lá thì cái buông Việt Nam mình, nó lá là cây buông. Trồng vo luôn. Buông nó lùng mà nó xè. Này có khi là nó ngắn hơn cái phần rổ buồn cây trái luôn á. Coi thử vô anh Tâm. Tâm ơi, coi thử vô. Ôi phim, ba của Hoàng. Coi cái file thử vô. Clip anh nãy giờ kia đi coi không chịu. Đi coi mà không mặc đồ đẹp vô là quán lên thấy chơi rồi. Coi, vậy là mới vào bên đây đúng không? Ủa là ông xã chị á. Ờ. Rồi, cảm ơn. Bị đá tôi điện qua tôi xuống luôn rồi. Ông không có quay. À dạ. Đúng rồi vậy con. Thấy nó phải nắm ổn này nó ra tàu. Ô, tụi nghiệp ông bắt tay nè con. Ở sớm lại xem mấy đứa nít nữa. Quá nhiều fan hâm mộ nhí luôn rồi. Đây, ở gần đây là cái con sông để vận chuyển lúa gạo. Có một xe, có một ghe lúa nữa kìa. Đang khuất cái tàu dừa rồi. Mấy cái xào lan này đậu là vận chuyển lúa gạo đi khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Này cái ghe tới nè, nãy khuất mấy cái tàu dừa. Đó là ghe lúa.
Ba của Hoa cũng đã cưa xong cây cọ dầu rồi. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Này nó cũng giống cây dừa nữa nè. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.